Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, bão Trà My chưa đi vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu của nó gây biển động dữ dội cho nhiều vùng biển, rất nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 14,5 đến 19 độ vĩ Bắc và phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh Đông. Phía đông của Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, ngày mai tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, tương đương 166 km/h, biển động dữ dội. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận, giữa Biển Đông, phía đông huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Với cấp sóng gió này thì tàu thuyền dễ bị chao đảo, lật chìm. Các chủ tàu nên nhanh chóng thoát ra khỏi vùng biển thời tiết xấu và có phương án đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay với tần số 7903 kHz để được trợ giúp.